Alo, vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại trận thi đấu. Vâng, trận thi đấu này là trận thi đấu ở thứ 3, trận đấu thứ 5. Và màn hình bạn đang xem là máy của ấm thủ Gunny. Gunny trận này được cầm Maxio nhà. Còn bên kia Tôm, phần Tôm mà gầm Minoan. Như vậy Maxi, Minoan không biết bên kia là gầm cái gì. Chúng ta cùng chờ một chút. Như vậy là bên kia là một Egypt và một Katarian. Như vậy kèo thì cũng có là cân. Vâng, cân. Bởi Maxi không phải là quân vừa, trong khi Minoan thì hoàn toàn có thể đánh qua trong bài thiếu này. Rồi, chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ sẽ thi đấu như thế nào. Lâu quá mọi người cặc. Con mẹ mà thắng mà tiền xuống à? Thắng ít tiền mất thì mất nhiều. Và chúng ta quay trở lại trận đấu máy của Tô. Vòng một bài mà bốn voi nhưng mà có vẻ hơi xa. Tường lùa cái đàn những con voi về. Hai hit và hơi ghê. Vấn đề gì? Quay sang ảnh máy cái game thủ để cái thủ Gunny. Vòng một bài mà có vẻ như hai nhà sẽ không được cho nhau. Vâng, hai nhà không được cho nhau. Minoan. Minoan và Maxi. Một bầy hiêu đôi. Đây là bầy hiêu đôi dành cho cả hai nhà. Và có vẻ như là Gunny sẽ là người ăn cái bầy hiêu này. Một bài mà tận 3 lần hiêu đến từ Gunny. Khoảng 2-3 dân được. Cố gắng dò một con vò nhưng mà hình như khả năng là không có. Vâng, nhà rất kín và ăn chung với game thủ Tôm thì phải. Vâng, hai ông bên mình còn ăn chung với nhau nữa. Đáng lòng. Tôm. Tôm mang lùa một con voi về. Có vẻ hơi xa. Chiếc vé thứ hai dành cho Tôm. Mà máy Minoan của Tôm. Tôm ra rất xa để ra là cái đàn hiệu này, các bạn nhìn thấy ở đâu đây là Gunny.
Vậy là một bài mà không khỏe đến từ hai game thủ của Thái Bình. Và chúng ta cùng chờ xem hai anh thi đấu như thế nào. Đây là một cái trận mà hai anh có thể không được nhà cho nhau. Còn Tôm phải để ý cái nhà của mình. Nếu như mà nhà của Tôm mà để lọt sang nhà của Gani thì Gani khả năng fit rất cao. Khi mà Gani là một loại quân mà không bánh xe. Max C. Con giò đầu tiên thì bây giờ mới được đẩy đi. Không biết đối đầu ở nhà nào. Gặp giò màu 6 rồi. Màu 6 mèo. Cầm đi. Mèo cầm đi. Như vậy là mèo cầm Kata. Và cẩn thận một cái bài Kata có thể đâm y ngược lại nhà của Tôm luôn. Bên này thì nhà của game thủ Tôm là gặp nhà của nó một là người đánh cung. Và đã có cung tề rồi. Cho chân về, tôi nghĩ là để mấy con dân này à không. Như vậy là nhà của nó một đó chính là gặp nhà của thủ mèo, mèo cầm Kata. Và khả năng Gani sẽ bị đâm y ngay sau đây. Nếu tôi không nhầm. Có một cái. Chương 3 luôn. Gani đang có vài cái ruộng và không biết Tôm sẽ đánh cái gì. Tôm đánh cung A trận này thì may là có cửa. Tôm. Còn như vậy Tôm đánh cung A nhưng mà đang bị con ngựa giò con không, như vậy là mèo quyết định ôm bom nhà của ứng thủ Tôm. Và khi mà công con cung tê sang vào đây. Có cái gì đây? Hồi quýt. Có. Một pha không để ý tính Tôm.